Yamaha 2 nghĩa địa, nhỏ gọn, tốc độ, chuyên bạo lực luôn. Giá rẻ hú hồn nha bà con. Nhỏ vậy thôi chứ tục bô xe hàng gió nè. Nhỏ vậy thôi chứ 36 ngựa nè cô chú anh chị. Có hộp số đủ đồ luôn. Dạ xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ xem kênh bấm một cái nút đăng ký phía bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay em lên cho bà con mình một con Yamaha 2 turbo. Nhỏ xác, nhẹ ký mà tốc độ bạo lực cực kỳ nha bà con. 36 ngựa trên 3.000 tua. Clip chi tiết là đây. Mời cô chú anh chị mình coi có báo giá chi tiết nha. Dạ trước mặt cô chú anh chị mình đây là Yamaha 2. Đời này có turbo nha cô chú anh chị. Cho những bà con nào chạy vỏ nhỏ nhưng mà muốn tốc độ và tải luôn thì đem gửi tới bà con. Con này với cái số ký của nó tầm khoảng 100 mấy 200 ký rồi cô chú anh chị, rất là nhẹ nha. Con này đa số gửi đi miền ngoài rất là nhiều nè cô chú anh chị. Mình chạy vỏ composite hay là vỏ sông Cầu, Phú Yên, Hòa Bình rồi đó, mấy cái máy này rất là lợi dầu nha. Nhỏ gọn nhưng mà bít tông của nó tới 91 năm lần. Và cái đời máy này là nắp liền bét kim và đề thẳng nha cô chú anh chị. Nó chỉ có 12V thôi, nguồn 12 và điện 12 luôn. Con này là máy nghĩa địa. Hiện trạng con mày về thì nước sơn nó đẹp, có một vài vị trí nó bong tróc, dạ chưa sơn phết nha, để nguyên zin gì luôn cho bà con mình lựa chọn. Dạ cô chú anh chị mình thích sơn thì bãi máy sẽ hỗ trợ sơn, còn cô chú anh chị nào thích đậm chất nghĩa địa thì để nguyên như vậy. Dây điện dây đài thì còn đủ hết nha bà con. Dạ đây đó. Bình nước phụ, hộp số. Đây là cái turbo nha bà con nha. Yamaha 2 turbo lòng 91 năm. Con này thì nhỏ gọn nhưng mà tới 36 ngựa là cô chú anh chị. 3050 tua. Cái số máy của nó là 875025 nha. Yamaha 2 có turbo. Cái dàn cam còn em dở cho bà con mình coi. Đây là hai máy bé kim nha. Bé nhỏ xíu rồi cô chú anh chị. Nè, nó mới vậy nè bà con. Con này thì bao hơi bao cốt cho cô chú anh chị mình. Ở bên trong thì nó sạch dữ lắm. Đồ nghĩa địa mình không có gì để bàn đâu. Rất là đã nha. Bà con ai ở gần thì đến trực tiếp chợ Đồng Phú Vĩnh Long và để xem và test máy. Ở xa thì báo giùm em địa chỉ để em gửi chành hoặc là gửi bưu điện cho bà con mình. Cước phí em sẽ báo nha. Yamaha đầu nước ngọt nè. Máy này thì đủ đồ hết nha cô chú anh chị. Máy có đi mô sạc, bơm nước zin. Đầu cốt đẹp luôn. Này. Đây là cái bơm trộn. Bơm trộn của đầu nước ngọt. Vài vị trí nó bị bong tróc. Đậm chất nghĩa địa nha bà con. Rất là đẹp nha. Dây điện dây đài còn đủ hết. Này là cái bơm tay. Bà con mình vô dầu ở đây giùm em. Đây là bơm tay nha. Bơm dầu vô. Heo thì còn chì nè. Chì bấm luôn. Đây là cần ga. Dưới này là cần tắt nha. Rất đẹp nha bà con. Và cái đời Yamaha 2 turbo này nó có cục tạ bên hông nè. Turbo xương gió nè. Cục tạ nè bà con. Đây là cái trái tạ của nó. Nó nâng mã lực lên, chạy rất là khủng. Chì còn đủ hết nè bà con. Nhỏ nhỏ xác thôi nhưng mà chạy khủng khiếp nha. Nè. Nguyên cục tạ nó nối liền ra tới đây nè. Rất là đã. Heo dầu đẹp cực kỳ nha bà con. Yamaha 2. Con này có sẵn hộp số luôn. Nè, có sẵn hộp số luôn, nó dính theo cái cây rồ tin này. Đó. Ở trên này nó cong là hộp số của nó hiện tại đang đi là hộp số 2.41 nha cô chú anh chị nha. Hộp số 2241 Yamaha 2. Turbo. 36 ngựa, 3050 tua. Cực kỳ đẹp luôn. Tổng quan chi tiết chì bồng rất là đẹp. Giá hiện trạng bây giờ thì anh chủ em anh đang kêu là 32 triệu. Con máy thường lượng trực tiếp nha. Quá đẹp luôn nè, nước sơn lóc nè bà con. Cực kỳ đẹp nha. Rồi ai có nhu cầu liên hệ em bé này. 36 ngựa, 3050 tua. Nhỏ gọn. Có tí xíu thôi. Dạ và đây là clip kết nổ của Yamaha 2 Turbo. Đời 36 ngựa, 3050 tua nghĩa địa nha cô chú anh chị nha. Cực chất luôn. Rồi hỏng cái ống dầu lên luôn cô chú anh chị. Hụt dầu luôn, bây giờ còn dầu trong heo nó tự nó hút qua nha. Thử máy luôn cho cô chú anh chị mình. Con này nó tiết kiệm dữ lắm.
Bích Tông 91 năm nha cô chú anh chị. Chuyên về tải tốc độ Yamaha 2 nghĩa địa. Máy này còn cực chất luôn, turbo xương gió, đủ đồ hết nha. Quý ống dài ra cho bà con mình coi. Và con này thì nó sử dụng điện 12 nguồn 12 nha cô chú anh chị nha. Máy đang nằm ở chợ Đồng Phú, Long Hồ, Vĩnh Long. Nhà ai có nhu cầu thì liên hệ, hoặc bà con ở xa thì báo giùm em vị trí để em tính cước phí cho cô chú anh chị mình. Turbo hú tê tái tâm hồn nha cô chú anh chị. Đã lắm nha bà con, rất là nhỏ nhẹ. Déo déo luôn, nhỏ xác vậy nhưng mà bạo lực nha. Giá con này rất là rẻ nha bà con, nhà garanti thì nhuyễn nhừ luôn. Con này chỉ 32 triệu thôi, 36 ngựa, 3050 tua, được VIP. Rồi, quá đã. Hiện tại máy đang thử khô, cho nước vô cánh quạt mới được. Rồi, hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Máy có đủ đồ, đi mô sạc, bơm nước zin, đầu nước ngọt, bơm trộn, hộp số 2.41 nha. Rồi, vừa mắc liên hệ em nha. Tạm biệt, bye bye cô chú anh chị.